Chào các bác nhé. Chào các bác đã quay lại kênh của em. Hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác một cái bài mồi liên quan tới mít chín. Thì mùa hè này thì có rất nhiều mít, thế nên hôm nay bài mồi này sẽ liên quan tới mít chín nha các bác nhé. Mồi này em dùng để câu lăng xê, cũng như là nếu mà bác nào có đam mê thì có thể là phối trộn thêm một ít hạt để câu lục cũng được, thích hợp cho cá chép vào mùa hè, và mùa này thì cá đi ăn nhiều. Câu thì mình có thể câu vào tầm khoảng chiều hoặc là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Đấy, có hai thời điểm câu. Còn mồi thì em thử nghiệm rồi, thế nên hôm nay em mới chia sẻ với các bác. Còn các bác có kinh nghiệm là nên chọn chỗ nước như thế nào và cá đi ăn giờ nào như nào thì các bác sẽ quyết định thả mồi nhá. Hôm nay em sẽ chia sẻ bài mồi như này. Bây giờ hiện tại thì trong này có những nguyên liệu chính là, thứ nhất là cơm tẻ, thứ hai là mít, thì món này là không thể thiếu rồi. Thứ ba là cám chim. Thứ tư là mồi ủ chua. Mồi ủ chua thì trong này nó sẽ có mồi bao gồm cám gà, cám ngô, cám gạo để ủ chua lên men. Đấy, thóc mầm lên men, cám gạo. Cám gạo này dùng để cho mồi nó, nếu mà ướt thì mình sẽ phụ thêm vào cho nó khô hơn. Thứ tư, cuối cùng là mồi đức sơn, một ít thôi nha, không cần nhiều, bởi vì mồi này có tính tanh với lại thơm của dầu dầu chuối với lại dâu thì phải. Đấy, em tính toán như vậy. Đây, trước tiên mình sẽ đổ cái cám chim này. Cám chim thì mình sẽ ngâm một ít nước cho nó bở ra. Đó, nó bở ra thì mình sẽ trộn nó dễ hơn. Bây giờ để khô quá thì nó không tốt. Đây là mồi đức sơn này. Đầu tiên mình sẽ trộn những cái thứ này vào với nhau trước. Đây là cám này, mồi ủ chua này, và cái này này, thóc mầm này, lên men nó ướt không. Đấy, đây mít nha các bác nha, mít bỏ hạt đi nha, không chơi cả hạt chết. Đó, mít bỏ hạt đi. Chúng ta sẽ đảo đều với nhau, bỏ hạt đi. Bởi vì là mồi ủ chua nó cũng chua sẵn, mà mít thì ủ vào thì nó cũng sẽ lên men. Mình sẽ đảo với nhau. Mình cho thêm cả cơm. Cơm mình cho vào mồi của em luôn luôn có cơm. Bởi vì sao? Cho vào độ kết dính và nó có là hạt, để cho nếu khi mình ném xuống ấy, cá con nó sẽ đa phần là ăn hạt cơm nhiều hơn. Còn những cái hạt ví dụ như thóc mầm hoặc là bác nào cho thêm ngô ấy thì nó sẽ đỡ dần. Mình còn có hạt để cho cái tụi cá to nó đến nó ăn. Mình đã phối trộn này rồi thì bắt đầu mình làm khô đã. Làm khô thì mình cho thêm cám gạo vào. Cám gạo các bác có thể thả rang hoặc là không rang cũng được, vì có thể tùy từng chỗ mùi nó sẽ lên khác nhau. Rất là dễ nha, rất là dễ. Cho mít vào, mùi thơm ngậy. Được thành quả mồi như này, xuống nó sẽ tở
tiếp tục mình sẽ cho thêm bồi Đức Sơn này nha. Bồi Đức Sơn này vào thì để tạo mùi. Ủ, mình cho vào mình để ủ thôi, không cần cho nhiều, cho vừa phải. Nhiều chỗ cũng bán Đức Sơn này đấy, nên là các bác cứ tìm nhé, trên mạng và trên sàn thương mại điện tử nó cũng có mà. Sau khi mồi đã như này, nếu còn ướt quá thì mình sẽ cho thêm cám gạo vào để cho nó khô hơn. Vẫn có hạt nha các bác nha, vẫn có muối mít sơ đây nha, đó còn muối mít sơ nhá. Mồi như này, sau khi trộn mồi đều với nhau, ta sẽ ủ vào 2 tiếng trước khi đi câu. Mình ủ 2 tiếng để cho mít bắt đầu lên men. Nếu mà để lâu quá, mít nó lên men thì nó sẽ bị cay, bởi vì mít nó chín sẵn, nó đã lên men sẵn rồi. Thế nên là mình ủ càng lâu thì mít bị cay, mất mùi thơm của mít đi. Đó, các bác lưu ý vấn đề này nhé. Đây là toàn bộ bài mồi mà em chia sẻ, cũng như là công thức, cũng như là các cách phối trộn mồi với nhau. Các bác thấy hay, hiệu quả, hãy cho em một nút like, một nút đăng ký để kênh của em càng ngày càng phát triển nha. Cảm ơn các bác.